Chào anh em, hôm nay thì Cường sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ rất là hay cho Hyundai Santa Fe hay những dòng xe như Tucson, Kia. Đấy, thì nó có cái bộ đây này, trên tay Cường đây, đó chính là bộ Keybook. Đấy, Keybook này thì có những tính năng như thế nào, như các bạn thấy này, có đóng mở cốp này, đèn báo này, tìm xe này, và qua smartphone này. Đấy, nhưng mà nó có một cái bộ tính năng hay nhất này, đó là khi đi xa ấy, thì nó sẽ tự động khóa xe, kính nào nó chưa lên hết nó sẽ lên, lại gần thì nó sẽ tự động nó mở. Đấy. Và cái bộ này nhá thì cắm jack zin 100% thôi, đang bảo hành 2 năm. Đấy. Như ví dụ đây, khi mình lại gần xe nhá, đấy các bạn thấy không, cửa nó tự động mở này. Đấy. Giờ ví dụ khi mình test cái tính năng đó là đi xa tự khóa và các kính đang hé nó lên cho các bạn đây. Giả sử mình hạ hết kính xe xuống nhé. Đấy. Khi mình tắt máy này, trong trường hợp chúng ta xuống xe, chúng ta quên không khóa xe, thì chúng ta chỉ cần đi xa thôi. Các bạn thấy nhá, là lúc đó ấy, kính sẽ tự động khóa, gương tự động khóa, kính sẽ tự động lên. Đấy. Cái tính năng rất là hay. Đấy. Còn khi chúng ta lại gần ấy, thì xe nó sẽ tự động mở cho chúng ta, các bạn thấy không? Đấy. Và chỉ có những dòng xe ví dụ như Santa Fe thì mới lắp được bộ này nhé. Hoặc cái này, chúng ta có thể là xem cái bộ này. Cái bộ này ấy, thì đang có giá đó là 3,5 triệu, bảo hành 3 năm. Đấy, rất là hay. Đấy, cứ đi xa này là nó tự động nó khóa vào thôi, không cần bấm cái gì nhá. Đấy, tôi lên này tôi ngồi. Đấy, tự động mở. Đấy. Lại gần thì nó sẽ tự động nó sẽ mở cửa cho chúng ta. Đấy. Ngoài ra nhá, những tính năng nguyên vẹn của xe này, đây chìa khóa gì nó sẽ giữ nguyên. Anh bấm khóa, gương tự động cụp vào. Đấy, dấn mở, gương tự động mở ra. Giờ ví dụ nhé, mình mở cửa xe nhé. Đấy. Giờ ví dụ mình bấm khóa này, mình bấm khóa vào, kính nó cũng tự động nó lên nhé. Đấy, rất là hay. Thì mọi người có thắc mắc gì sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em Cường Trung Auto. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.